Kỷ niệm 1000 năm sinh Thái úy 1019-2019. Thái úy Lý Thường Kiệt sinh năm 1019. Ông vốn họ Ngô, tên Tuấn, người làng An Xá, huyện Quảng Đức, nay là Hà Nội. Ngô Tuấn là con của Sùng Tiết tướng quân Ngô An Ngữ, cháu năm đời của Thiên Sách Vương Ngô Xương Ngập, hoàng tử trưởng của Tiền Ngô Vương Ngô Quyền. Bình sinh, Ngô Tuấn là người khôi ngô tuấn tú, thông minh tài họa. Thuở nhỏ, khi nhà Lý mới kiến lập, đất nước mới giành lại độc lập tự chủ, thế nước còn yếu, dân cư thưa thới, lại phải đối mặt với các thế lực phương Bắc hùng mạnh. Là một người tài giỏi, lại dòng dõi nhà tướng, Ngô Tuấn đặc biệt ham mê võ bị. Ông đêm ngày rèn giũa binh thư, tập luyện cùng kiếm, bày trận đồ. Ngô Tuấn theo học thầy Lý Công Ẩn, một vương thất nhà Lý tài giỏi nhưng không ra làm quan mà về làng bái ân dạy học. Từ một cậu bé 7 tuổi thông minh, trải qua 13 năm khổ luyện theo thầy, chàng thanh niên Ngô Tuấn lúc ấy 20 tuổi nhờ tài năng xuất chúng đã nổi danh khắp chốn kinh kỳ. Sau khi chịu tang mẹ mất, Ngô Tuấn vào triều ứng thí và được bổ chức kỵ mã hiệu úy, một chức võ quan nhỏ nhưng quan trọng trên con đường quan lộ của ông. Năm 1041, khi mới 23 tuổi, ông được thăng hàm, bổ vào ngạch thị vệ, kề cận vua Lý Thái Tông. Được bên cạnh một vị minh chúa hùng tài đại lược, chàng thanh niên vốn đã tài năng Ngô Tuấn lại càng được rèn giũa, trở thành một viên ngọc sáng của nhà Lý. Sau một thời gian hầu cận vua, Ngô Tuấn được bổ về kề cận Thái tử Nhật Tôn. Thái Tông Phật Mã hy vọng vị tướng trẻ tuổi sẽ trở thành thân tín của Thái tử, san sẻ gánh nặng giang sơn cho vị vua tương lai của nhà Lý. Không để nhà vua thất vọng, chỉ trong một thời gian ngắn, Ngô Tuấn và Thái tử Nhật Tôn, vốn tuổi trẻ chí lớn, đã cùng nhau đặt những bước đi đầu tiên gây dựng một nước Đại Việt hùng cường. Thế nhưng trên con đường tài danh lẫy lừng của mình, Ngô Tuấn cũng gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại. Trong lúc đang là thân tín bên cạnh Thái tử thì duyên nợ trong quá khứ trở lại với ông. Câu chuyện bắt đầu từ một cuộc tình thanh mai trúc mã giữa chàng trai Ngô Tuấn và mỹ nhân của dòng họ Dương, Dương Hồng Hạc. Sau này Dương Hồng Hạc được tiến cung và trở thành phi tần của Thái tử. Ngô Tuấn cũng vì trí lớn nên chỉ dốc lòng dốc sức, tận hiến vì sơn hà xã tắc mà quên đi cuộc tình thời niên thiếu. Năm dài tháng rộng trôi qua, chàng thanh niên Ngô Tuấn ngày nào giờ đã trở thành một đại tướng bên cạnh Thái tử, còn Dương Mỹ Nhân cũng trở thành người đầu gối tay ấp bên Thái tử. Nhưng Dương Hồng Hạc không được Thái tử sủng ái như những phi tần khác. Trong nỗi buồn lẻ bóng, bà tìm đến người tình năm xưa là Ngô Tuấn, người tin cẩn nhất của Thái tử. Hy vọng Ngô Tuấn sẽ lấy lại vị trí của mình trong chốn thâm cung bí sử và cũng để tìm lại hơi ấm ngày nào. Đứng trước mỹ nhân năm xưa, Ngô Tuấn đã cự tuyệt và ông đã chọn cách đau đớn nhất. Là một con người tài hoa và được phong đệ nhất Mỹ Nam Tử, vì giang sơn đất nước, vị trí lớn chưa thành và vì muốn khẳng định lòng chung với Thái tử, tiếp tục phò trợ nhà Lý, Ngô Tuấn chọn tịnh thân, trở thành một vị thái giám. Thật xót xa, nhưng đứng trước đấu đá chốn quan trường, biết làm thế nào đây? Năm 1054, sau khi lên ngôi, Thái tử Nhật Tôn, tức vua Lý Thánh Tông, đã vô cùng tin cẩn người bạn, người tôi, trung thành Ngô Tuấn. Lần lượt các ngôi vị cao nhất trong triều đình đến với Ngô Tuấn. Năm 1061, miền Thanh Nghệ giặc giã hoành hành, Ngô Tuấn được thăng làm Thái Bảo, cầm tiết Việt đi thanh tra vùng này. Lúc đó, ông đã 43 tuổi, nhận lệnh vua. Chỉ trong một thời gian ngắn, năm châu, sáu huyện, ba nguồn, 24 động vùng Thanh Nghệ đều được yên ổn. Năm 1069, quân Chiêm quấy phá, cướp bóc dân chúng miền viễn biên Đại Việt. Vua Thánh Tông giận lắm, vua thân chinh đi dẹp giặc Chiêm. Nhờ tài năng của mình, Ngô Tuấn được phong làm tiên phong dẫn đại binh phạt giặc. Đại Việt thắng trận, trong cuộc chinh phạt này, Ngô Tuấn lập nhiều công lớn. Ông được vua thăng làm phụ quốc thái úy, tước khai quốc công và được ban họ của vua, quốc tính Lý, tên tự của ông là Thường Kiệt, nên được gọi là Lý Thường Kiệt. Năm vua Lý Thánh Tông qua đời, để lại ngai vàng cho con trai Cản Đức mới 7 tuổi, tức vua Lý Nhân Tông. Nhà vua giao phó công việc lại cho nguyên phi Ỷ Lan và phụ quốc thái úy Lý Thường Kiệt. Khi vua Nhân Tông còn nhỏ, trong triều nhà Lý không được yên, tranh giành quyền lực nổ ra giữa hai phe phái, mỗi phe là Nhiếp Chính, Nguyên Phi Ỷ Lan, mẹ ruột của vua và phụ quốc thái úy Lý Thường Kiệt.
Với vai còn lại là Thái hậu Thượng Dương, Dương Hồng Hạc và Thái sư Lý Đạo Thành, một người rất tài giỏi và theo nề nếp nho giáo. Ông muốn theo đúng thứ bậc, quyền hành phải về tay người lớn nhất là Thái hậu Dương. Kết quả của nội chiến cung đình này là Thái hậu Thượng Dương bị ép chết trong lãnh cung, còn Thái sư Lý Đạo Thành bị đày khỏi kinh thành, phải ra vùng Thanh Nghệ làm quan. Trong lúc nước Nam rối ren, nắm được tình hình, giặc phương Bắc lại bùng lên dã tâm xâm lược nước ta. Tại phương Bắc, mặc dù cũng đang khốn khó, nhưng Tống Triều vẫn quyết tâm xâm lược Đại Việt, hy vọng đô hộ được mảnh đất Nam sẽ giúp khôi phục lại nước Tống đang suy tàn. Tống Triều gấp rút chuẩn bị công cuộc xâm lược. Trước mối họa vong quốc, đứng đầu triều đình, phụ quốc thái úy Lý Thường Kiệt chính là người đứng ra dàn xếp mọi mối bất hòa, tất cả vì mục tiêu chung đoàn kết dân tộc để bước qua thử thách khó khăn của lịch sử. Thái sư Lý Đạo Thành được điều về kinh thành phục chức như xưa. Bộ ba Nguyên Phi Ỷ Lan, thái úy Lý Thường Kiệt và thái sư Lý Đạo Thành đồng tâm hiệp lực phò vua cứu nước. Và cũng chính thái úy Lý Thường Kiệt, vị đại tướng uy danh lừng lẫy, là người đề ra phương hướng tiên phát chế nhân, ngồi chờ giặc không bằng đem quân đánh thẳng vào mũi nhọn của chúng. Quả thật, đây là điều hiếm thấy trong lịch sử nước nhà. Chúng ta tưởng chờ giặc đến thì đón đánh, chứ chưa có ai từng nghĩ sẽ đưa quân đánh thẳng quân chủ lực phương Bắc mà chiếm đất chiếm thành. Trong lịch sử thật có hai người nuôi chí lớn vậy thôi, và cũng chỉ có mình thái úy Lý Thường Kiệt có cơ hội làm vậy. Chính sách lược táo bạo này đã làm nên chiến tích đệ nhất của Đại Việt trong thế kỷ 11. Năm 1075, Đại Việt chia quân làm hai đường chinh phạt Tống Triều. Cuối năm 1075, cánh quân bộ do Lang Trung Tôn Đản tướng quân chỉ huy ồ ạt tấn công toàn tuyến biên giới Tây Nam của nhà Tống. Quân Tống được phen thất kinh bát đảo, nháo nhào ứng cứu lẫn nhau. Thế nhưng chúng không biết rằng còn một cánh quân nữa của Đại Việt, cánh quân thủy do đích thân thái úy Lý Thường Kiệt dẫn dắt đi theo đường biển, tiến đánh Khâm Châu, Liêm Châu. Đại Việt giành thắng lợi lớn, chỉ trong một thời gian ngắn, cả vùng Quảng Nam Tây Lộ, Quảng Tây trở về với người Việt, chỉ còn lại mỗi thành Ung Châu, Nam Ninh đang cố thủ. Ngay lập tức, thái úy Lý Thường Kiệt chia một đại quân nhỏ lên thu phục nốt Bạch Châu ở phía Bắc và cũng để đánh lạc hướng quân Tống. Phần lớn cánh quân thủy của ông thực hiện cuộc thập đại Vạn Sơn hội quân với cánh quân của Lang Trung Tôn Đản, cùng nhau hạ Ung Châu. Sau một tháng cố thủ, Ung Châu tan vỡ, Đại Việt toàn thắng, quân chủ lực Đại Việt được rút về củng cố phòng tuyến Như Nguyệt trước thành Thăng Long, bởi chắc chắn quân Tống sẽ điên cuồng mà đánh ngay nước ta chứ không chuẩn bị gì nữa. Trong suốt chiến cục, Ung Khâm Liêm tại Quảng Tây, thái úy Lý Thường Kiệt vẫn luôn ý thức yêu thương dân chúng vùng này vì dân Đại Việt và Lưỡng Quảng vẫn luôn là đồng chủng. Trong bài Phạt Tống Lộ Bố Văn phát tại Quảng Tây, ông có viết không phân biệt thứ dân và cấm không được động đến cái kim sợi chỉ của dân. Nhờ đó mà trong suốt cuộc chinh phạt, dân chúng vẫn gọi ông thân mật là người cha họ Lý và không phản kháng quân Đại Việt. Kết thúc chiến cục, Quảng Tây trở lại Đại Việt trong một thời gian ngắn, nhà Lý chỉ để lại số ít quân lo việc tham báo tình hình, còn chủ lực được dồn về phòng tuyến Như Nguyệt bảo vệ kinh thành Thăng Long. Quả như dự đoán, chưa đầy nửa năm sau, 20 vạn quân Tống tràn xuống phía Nam, Quảng Tây cùng các vùng đất nước phía Bắc Đại Việt nhanh chóng thất thủ, binh lính và quân chúng được lệnh rút vào rừng núi. Tránh đối đầu trực tiếp mà chỉ phá hoại hậu cần phía sau quân Tống. Mùa đông năm 1077, 10 vạn quân Tống cùng 20 vạn dân phu theo hai đường thủy bộ tiến xuống phía Nam. Cánh quân bộ nhanh chóng áp sát kinh thành Thăng Long, nhưng chúng bị chặn lại bởi chiến lũy Như Nguyệt dài trên 30 km chắn ngang sừng sững. Nhiều lần tấn công vượt lũy, quân Tống bị tổn thất nặng nề. Chúng quyết định chờ thuyền của cánh quân thủy đến để cùng đổ quân sang sông. Trong lúc ấy, quân và dân Đại Việt dưới sự chỉ huy của thái úy Lý Thường Kiệt vẫn vững tinh thần chiến đấu. Tại cửa biển Bạch Đằng, đô đốc Lý Kế Nguyên, lãnh đạo thủy quân nhà Lý đã đánh tan bành cánh quân thủy của Tống Triều. Kế hoạch hợp đồng tấn công thủy bộ của Tống bị phá sản. Cánh quân bộ lúc này vẫn chưa hề biết tin đạo thủy quân bị tan nát, chúng vẫn cố đợi chờ cả tháng trời. Trong khi thủy thủ không hợp, bệnh tật bùng phát, lương thực cũng cạn kiệt vì bị quân Đại Việt tập kích quân lương. Tinh thần binh lính Tống đã không còn hung hăng mà rệu rã thấy rõ.
hàng đêm lại còn bị kinh hồn bạt vía khi bài thơ Thần Nam Quốc Sơn Hà cất lên tại đền hai vị tướng Trương Hống, Trương Hát bên bờ Như Nguyệt. Bài thơ Thần Nam Quốc Sơn Hà chính là bản tuyên ngôn độc lập hùng hồn và đanh thép nhất của quân dân Đại Việt trước bẻ lũ xâm lăng, tương truyền bài thơ do chính Thái úy hạ bút. Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư, tiện nhân định phận tại Thiên Thư, như Hà nghịch lỗ lai xâm phạm, nhữ đẳng hành khan thủ bại hư. Trước cơ hội thắng lợi đến gần, Thái úy Lý Thường Kiệt dùng đúng binh pháp lấy quân nhàn mà đánh quân mệt. Trong một đêm, quân Đại Việt ồ ạt vượt sông tấn công trại Tống. Cánh quân do hai hoàng thân Chiêu Văn tiến đánh trước, sau đó cánh quân chủ lực của Thái úy Lý Thường Kiệt. Quân Tống thất điên bát đảo, đội hình rối loạn, chết hơn quá nửa. Trước chiến thắng huy hoàng, Thái úy Lý Thường Kiệt ra thư nghị hòa, tráng sinh Linh Đổ Tháng và cũng để bảo toàn lực lượng trước quân Chiêm và Chân Lạp cũng đang nhằm nhe Đại Việt từ phía sau. Quân Tống như bắt được vàng, vội vàng đồng ý và cũng vội vàng rút quân, đến nỗi đất cả cầu phao, giày xéo lên nhau mà chạy. Ngay sau đó, Thái úy lại dẫn quân về phía nam, buộc quân Chiêm và Chân Lạp phải rút lui. Chỉ trong vòng 2 năm, công cuộc phá Tống Bình Chiêm hoàn thành với thắng lợi tuyệt đối về phía Đại Việt. Trong đó, đệ nhất võ công uy danh lừng lẫy, tiến đánh đất Bắc mà như vào chỗ không người. Quả thật trong lịch sử chỉ có mỗi Thái úy Lý Thường Kiệt mà thôi, vị anh hùng đệ nhất Đại Việt thế kỷ 11. Non sông sạch bóng quân thù, ông lại trở về triều phò vua Nhân Tông. Năm 1082, ở tuổi 63, ông thôi chức Thái úy, vào đất Thanh Hoa, khai khẩn đất đai, xây dựng làng mạc, tạo phúc cho nhân dân. Vị tướng già ở đây 19 năm, đến năm 1101, vua Nhân Tông lại mời ông về triều giúp vua, lúc này ông đã 82 tuổi. Thái úy Lý Thường Kiệt thọ đến 86 tuổi, là vị đại tướng thọ bậc nhất trong lịch sử. Trước đó, năm 84 tuổi, ông dẹp loạn tại Diễn Châu. Đến năm 85 tuổi, ông lại cất quân đi đánh dẹp Chiêm Thành. Cuộc đời ông cả một đời vì nước vì dân, thật xứng danh phụ quốc thái úy Việt quốc công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên giúp mình nhấn nút đăng ký kênh, like, share và để lại ý kiến của các bạn nhé.